cần một cái địa chỉ email các thầy cô, và mình giáo viên các thầy cô có rồi, nhưng mà học sinh thì các thầy cô dặn học sinh là mình cần một cái địa chỉ email khi mà đã đăng nhập vào đây. Vâng, mình sẽ đầu tiên là mình gõ cái địa chỉ của trang đấy á, là digitalskill.vn ạ. Các thầy cô cũng chưa cần phải thực hành đó, mình quan sát trên này trước để thầy đã dặn thầy giới thiệu về mình đúng không ạ? Thưa toàn thể hội nghị, tôi tên là Nguyễn Văn Hiến, giáo viên trường trung học cơ sở giáo dục. Cảm ơn thầy Hiến ạ. Khi mà thầy truy cập các thầy cô là vào đây trang mà có hai phần, thì cái trang này là cái cổng công nghệ về cái kỹ năng công nghệ thông tin, thì bọn em có hai cái phần là dành cho giáo viên và học sinh và dành cho tổ chức phi chính phủ, thì mình chọn cái phần dành cho giáo viên ạ. Tại nhờ thầy Hiến chọn cái phần dành cho giáo viên ạ và học sinh ạ. Hoặc là các thầy cô có thể vào trực tiếp bằng cái trang là usepath.digitalskill.vn luôn ạ. Dạ, mời thầy chọn giúp em phần đăng ký. Cái phần này các thầy cô là cái phần username là mình nghĩ ra một cái tên nào đấy để mình đăng nhập, mình thích cái tên nào thì mình chọn, cái email thì mình điền cái email của mình ạ. Mình sẽ đợi một chút ạ. Cái này nhanh hay chậm là do cái tốc độ mạng của mình ạ. Rồi, thì các thầy cô thấy là cái này nó trên tiếng Anh ạ. Thì cái check the email, tức là kiểm tra cái hòm thư của mình, và họ sẽ gửi một cái đường link xác nhận vào đây. Thì mời thầy Hiến là chúng ta ra một cái tab khác rồi mình đăng nhập vào email ạ. Thầy sẽ nhận được một cái mail từ Newspark ạ. Thì thầy mở cái mail này ra, mình sẽ có một cái đường link, mình click vào đó ạ. Rồi, bây giờ thì hệ thống sẽ yêu cầu cái đoạn này làm chậm chưa ạ? Là cái đoạn này á, là nó yêu cầu mình đặt mật khẩu, nhưng mà hệ thống nó tự tạo cho mình một cái mật khẩu tự động như thế này. Thì cái mật khẩu này rất là khó nhớ các thầy cô. Là mình click vào đây mình xóa đi, và mình chọn cái mật khẩu theo mong muốn của mình. Hoặc là địa chỉ email đều được các thầy cô. Em đăng ký bằng nhiên chưa?
chúng ta thực hành cái phần tạo tài khoản và đăng nhập vào trong trang web.